Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi video giới thiệu Hyundai Santa Fe thế hệ hoàn toàn mới. Thưa quý vị, Santa Fe có thể nói là mẫu xe mang tính biểu tượng của thương hiệu xe Hàn Quốc này. Đây không chỉ là lời khẳng định về chất lượng và mẫu mã, mà nó còn thể hiện được đẳng cấp của Hyundai so sánh với các thương hiệu hàng đầu thế giới khác. Còn tại Việt Nam, Santa Fe chính là mẫu xe đã mang thương hiệu Hyundai đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Đó có thể là sự gắn kết, là những tình cảm đặc biệt mà khách hàng đã dành cho thương hiệu này. Đó cũng chính là lý do tại sao các cộng đồng chơi xe Hyundai Santa Fe luôn hùng hậu và phát triển nhất. Hyundai Santa Fe thế hệ thứ tư được giới thiệu tại Hàn Quốc vào tháng 2 năm 2018 và ngay lập tức đã tạo nên một sức hút mãnh liệt cho khách hàng. Chỉ trong chưa đầy 2 tuần ra mắt thì mẫu xe này đã mang về hơn 14.000 đơn hàng và đây sẽ là một kỷ lục rất là khó để phá vỡ. Tiếp đến Việt Nam, mẫu xe này chắc chắn sẽ mang đến nhiều bất ngờ, đặc biệt là khi phân khúc D-SUV đang rất là sôi động. Santa Fe thế hệ hoàn toàn mới chuyển hướng theo xu hướng thiết kế to lớn, mạnh mẽ và sang trọng hơn. Xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.770mm, 1.890mm, 1.680mm và chiều dài cơ sở của xe đạt mức 2.765mm. So với thế hệ trước, Santa Fe dài hơn 80mm và kéo dài trục cơ sở thêm 65mm, đem đến một không gian rộng rãi, thoải mái cho tất cả các vị trí ngồi. Xe sở hữu khoảng sáng gầm xe đạt 185mm, góc tiếp cận trước đạt 18,5 độ và góc thoát sau đạt 21,2 độ, giúp xe có thể vượt qua các địa hình khó khăn một cách dễ dàng. Thiết kế ngoại thất của Santa Fe mang xu hướng cơ bắp hơn với lưới tản nhiệt dạng thác nước Cascading Grille với các nan tổ ong cỡ lớn đặc trưng, kết hợp vật liệu chrome đen sang trọng lịch lãm. Cũng giống như Kona, Hyundai Santa Fe được trang bị bộ đèn chiếu sáng nằm ở phía dưới với công nghệ Full LED. Cùng với đó thì cặp projector kép vừa mang tới tính thẩm mỹ cho xe vừa tăng cường khả năng chiếu sáng. Và đặc biệt là cặp đèn daylight ở phía trên mang đến một sức hút đặc biệt cho chiếc Hyundai Santa Fe thế hệ hoàn toàn mới này, rất là góc cạnh và sắc bén. Ăn nhập cùng tổng thể thiết kế thể thao, hiện đại và đẳng cấp, Hyundai Santa Fe sử dụng một hệ thống đèn phía sau LED 3D tạo cảm giác ma trận ánh sáng và có chiều sâu. Bên cạnh đó, bộ la răng 19 inch có phong cách mới cũng tạo ấn tượng đặc biệt khi chuyển động. Hyundai Santa Fe thế hệ hoàn toàn mới được trang bị tính năng mở cốp thông minh Smart Trunk trên tất cả các phiên bản. Chúng ta chỉ cần chìa khóa ở trong túi quần và tiến lại gần xe, xe sẽ tự động phát hiện và mở cốp ra, giúp chúng ta dễ dàng mang vác đồ cho vào trong xe một cách đơn giản và thuận tiện. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng khám phá những tính năng tiện nghi cao cấp bậc nhất bên trong nội thất của chiếc Hyundai Santa Fe thế hệ hoàn toàn mới này. Hyundai Santa Fe thế hệ hoàn toàn mới sở hữu một không gian nội thất sang trọng với các đường gân mạnh mẽ tạo thành kết cấu khung vòm liền mạch cho khoang lái. Nguyên lý thiết kế HMI, Human Machine Interface, được áp dụng và nâng lên một tầm cao mới, giúp Santa Fe sở hữu không gian nội thất đẳng cấp, tiện nghi nhưng vẫn hoàn toàn dễ sử dụng nhất trong phân khúc. Một điểm mới trong thiết kế nội thất của Hyundai Santa Fe chính là màn hình chính giữa 8 inch, được thiết kế dạng Fly Monitor. Màn hình này được hỗ trợ kết nối Apple CarPlay hay những kết nối thông thường khác là USB, AUX hay Bluetooth. Chúng ta có thể thoải mái nghe nhạc và xem video thông qua hệ thống 6 loa được tích hợp bộ giải mã Akamic Premium Sound. Màn hình này cũng được tích hợp hệ thống dẫn đường do Hyundai phát triển dành riêng cho thị trường Việt Nam, giúp chúng ta dễ dàng tìm đường khi đi trên những cung đường mới. Bảng đồng hồ trung tâm là màn hình điện tử kích cỡ 7 inch, tùy theo chế độ lái mà cụm đồng hồ này có thể hiển thị theo nhiều màu sắc khác nhau. Đồng hồ này có thể tùy biến hiển thị hai định dạng analog hoặc digital, tùy thuộc vào sở thích của người lái. Đặt phía trước cụm đồng hồ là hiển thị thông tin lên kính lái HUD, Head-up Display, hiển thị chi tiết các thông tin hữu ích. Santa Fe thế hệ hoàn toàn mới được kéo dài trục cơ sở thêm, mang tới một cái không gian rộng rãi và thoáng đãng cho cả hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Bên cạnh đó thì hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba có thêm các nút bấm điều khiển điện, giúp cho việc gập và trượt ghế một cách rất là đơn giản và thuận tiện.
Hyundai Santa Fe thế hệ mới tiếp tục được duy trì và nâng cấp những tiện nghi cao cấp như hệ thống điều hòa hai vùng độc lập tích hợp khử ion, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, sạc không dây chuẩn QI, hệ thống ghế chỉnh điện và nhớ ghế, hệ thống sấy vô lăng, sấy và thông gió hàng ghế trước, lễ chuyển số vô lăng, đèn chiếu sáng tự động, gạt mưa tự động, kính trước chống mù, đọng nước tự động, cổng sạc hiệu suất cao trên các hàng ghế, phanh tay điện tử EPB, giữ phanh tự động Auto Hold, đem đến một không gian sang trọng và tiện ích trên khắp các vị trí ngồi. Hyundai Santa Fe thế hệ hoàn toàn mới có hai lựa chọn động cơ tại thị trường Việt Nam. Đây là động cơ 2.4 lít phun xăng trực tiếp GDI cho công suất cực đại lên tới 188 mã lực, cao hơn 12 mã lực so với động cơ 2.4 trước đây, cùng mô men xoắn cực đại lên tới 241 Nm. Động cơ này được kết hợp với hộp số tự động 6 cấp Shiftronic, vừa mang đến khả năng vận hành linh hoạt, lại tiết kiệm hơn cho chiếc xe. Lựa chọn thứ hai là động cơ dầu 2.2 lít cho công suất cực đại 200 mã lực và mô men xoắn 441 Nm. Đáng chú ý trong lựa chọn này là đi kèm hộp số tự động 8 cấp mới, mang tới khả năng vận hành ưu việt tại mọi chế độ. Tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống Drive Mode với 4 chế độ Eco, Comfort, Sport, Smart, mang đến những trải nghiệm khác nhau cho mỗi khách hàng. Hệ thống này can thiệp vào tốc độ chuyển số, độ nặng nhẹ vô lăng, độ nhạy chân ga, đáp ứng từ nhu cầu nhẹ nhàng êm ái ở chế độ Eco, thể thao uy lực tại chế độ Sport hay thông minh học hỏi thói quen của người lái ở chế độ Smart. Một điểm hấp dẫn nữa trên mẫu xe Hyundai Santa Fe thế hệ hoàn toàn mới này chính là hệ thống dẫn động 4 bánh thông minh toàn thời gian H-Track. Hệ thống này được thừa hưởng từ những mẫu xe hạng sang Genesis. Hệ thống sẽ tự động phân bổ lực kéo trên 4 bánh xe, giúp chiếc xe an toàn hơn khi vào cua hay trên những mặt đường trơn trượt. Với chế độ lái Drive Mode khác nhau, hệ thống dẫn động thông minh H-Track sẽ điều chỉnh lực kéo biến thiên trước sau phù hợp nhất trong phạm vi cho phép. Chế độ Eco cho phép lực kéo phân bổ bánh sau tối đa 20%, chế độ Comfort cho phép lực kéo phân bổ bánh sau từ 20 tới 35%, chế độ Sport phân bổ từ 35 tới 50%. Ngoài ra, Santa Fe còn có chức năng khóa vi sai trung tâm giúp lực kéo duy trì 50-50 trước sau, giúp xe dễ dàng vượt qua những địa hình khó. Thưa quý vị, Hyundai Santa Fe thế hệ mới được trang bị rất nhiều các tính năng an toàn khác nhau. Đáng chú ý là hệ thống khóa cửa thông minh SEA và hệ thống cảnh báo người ngồi hàng ghế sau ROA. Hệ thống SEA sẽ sử dụng radar để quét các phương tiện có xu hướng tiến lại gần xe. Nếu các phương tiện tiến đến, hệ thống sẽ tự động khóa cửa giúp chiếc xe an toàn hơn, tránh những trường hợp tai nạn đáng tiếc. Hệ thống ROA sử dụng cảm biến để phát hiện trẻ em hoặc hành khách ngủ trong xe và phát ra những cảnh báo thông qua hệ thống còi. Hyundai Santa Fe mới vẫn thừa hưởng tất cả những tính năng an toàn cao cấp nhất của Hyundai, đó là hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống phân bổ lực phanh EBD, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC, hệ thống cảnh báo điểm mù BSD, hệ thống cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang RCCA, hệ thống hỗ trợ đỗ xe PDV, hệ thống chống trộm Immobilizer, hệ thống an toàn 6 túi khí. Hyundai Santa Fe thế hệ hoàn toàn mới được phân phối tại thị trường Việt Nam với 6 phiên bản khác nhau. Phiên bản 2.4 xăng 2.2 dầu tiêu chuẩn, phiên bản 2.4 xăng 2.2 dầu đặc biệt và phiên bản 2.4 xăng 2.2 dầu cao cấp. Tất cả các phiên bản đều được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km tùy theo chế độ nào đến trước. Hiện tất cả các phiên bản đã có mặt trên hệ thống đại lý Hyundai Thành Công trên toàn quốc để cùng chào đón quý vị đến xem và trải nghiệm. Xin chúc quý vị có những khoảng thời gian thú vị cùng Hyundai Santa Fe thế hệ hoàn toàn mới. Xin chào và hẹn gặp lại!